Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel. Trong video trước thì mình đã đánh giá về con Redmi Note 10S, một cái phiên bản nâng cấp rất là mạnh và hiệu năng khi mà chúng ta so sánh với Redmi Note 10 từ con chip của Snapdragon 678 lên hẳn con chip Helio G95. Vậy thì con chip Helio G95 đang có trên con Redmi Note 10S này nó sẽ như thế nào? Thì không để các bạn đợi lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái video test game trên sản phẩm này nhé. Và trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào quan tâm về cái sản phẩm Redmi Note 10S với mức giá hợp lý nhất thì có thể tham khảo ngay tại cửa hàng của Di Động Việt thông qua đường link ở phần mô tả video. Đặc biệt anh em đăng ký là thành viên của FA Channel sẽ còn được giảm giá thêm 100k nha các bạn. Đấy, ngon lành luôn. Ok, còn bây giờ thì đánh giá thôi. Đầu tiên ấy, thì mình xin điểm lại một chút về phần cấu hình của cái sản phẩm Redmi Note 10S này khi chúng ta so sánh với sản phẩm Redmi Note 10. Màn hình của nó thì tương tự 6,4 mấy inch ấy. Đó, độ phân giải là Full HD Plus. Rất tiếc là con máy này không có tần số quét màn hình cao, chỉ có 60Hz thôi, nên là khi mà mình vuốt qua vuốt lại thì mình đã cảm giác là nó bị lag trong thời điểm hiện tại rồi. Hiệu năng thì con chip Helio G95 nó thu được 330.977 điểm AnTu, CPU 88.000, GPU của nó 98.000. Nói chung ấy, là số điểm AnTu trong tầm giá dưới 6 triệu thì mình thấy rằng là trải nghiệm chơi game chắc chắn luôn là con Poco X3 Pro nó hơn đứt, nên là nếu bạn nào mà đã xác định luôn là mua máy để chơi game, đừng mua con này, mua con Poco X3 Pro nhá. Rồi, đến với tựa game mình test thì mình sẽ test trước của tựa game liên quân, sau đó chúng ta sẽ đến với tựa game là PUBG Mobile nhá. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đến với quả game là Liên Quân Mobile. Với tựa game Liên Quân Mobile này thì mình sẽ không cắm cáp, tại vì là quả game Liên Quân Mobile thì nó hiển thị luôn cái phần FPS cho anh em rồi. Và với tựa game Liên Quân Mobile ấy, anh em có thể setting được ở mức là FPS cao này. Đấy, ngon chưa? Rồi các bạn sẽ còn có độ phân giải siêu cao này. Đấy, xịn sò. Và các bạn sẽ có chất lượng hình ảnh lên cái mức là HD luôn. Tức nghĩa rằng là mọi cái thông số về quả game Liên Quân Mobile này thì các sản phẩm Redmi Note 10S có thể cân được tất tần tật ở cái mức setting là cao nhất. Và mình cũng sẽ bắt đầu một trận đấu 5 vs 5 luôn để có thể trải nghiệm được cái hiệu năng của con chip và Snapdragon, không nhầm, Helio G95 này nhá. Ok, nói chung rank của mình là rank cùi thôi, tại vì nick của mình chủ yếu đem đi test hiệu năng là chính, chứ không phải là một game thủ chuyên nghiệp nữa, nên là hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho mình nếu mình đánh ngu như một con dog vậy. Đây, mình sẽ chơi tướng tủ của mình là tướng Violet. Đó, khi mà lướt lốt vào cái skin nhân vật ấy, cảm giác là nó vẫn hơi bị khựng khựng nhẹ thôi, nhưng mà cái này thì chắc không quan trọng lắm đâu. Mình nghĩ rằng với hiệu năng như thế này thì chơi của game Liên Quân Wild thì nó mượt mà rồi, quá thoải mái rồi. Ok, như vậy thì mình đã vào game rồi nhá. Thôi mình không muốn giành đồ của rừng đâu, hiện tại thì mình sẽ farm ở đường đồng vậy. Nhưng mà cảm giác rằng là mấy ông này đang bỏ trống cái đường mid các bạn ạ, và không ai đi rừng. Chán thế nhỉ. Thôi thế để mình farm con bùa đỏ cho. Ui, thề các bạn luôn, tem mình quả này nát thực sự luôn, không ai đi rừng các bạn ạ. Còn bị chúng nó tụ tập vào combat nữa kìa. Mẹ cày thế nhỉ. Mày chạy đi con, chạy đi con trai, chạy đi. Rồi được luôn. Ôi thôi thôi thôi, xong rồi. Mày đi luôn. Làm quá double kill được của nó. FPS thì loanh quanh ở mức tầm là 50 nhá. Mình thấy rằng là tương đối ổn. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại để hồi máu, tại vì con Violet này thì không hút máu các bạn ạ. Sao tướng địch ngáo ngơ thế nhỉ? Thề luôn, mấy quả địch như kiểu boss đấy các bạn ạ. Tại vì là mấy thiên này máu yếu như thế mà vẫn cố gắng chạy cuối combat, không hiểu kiểu gì. FPS có tụt nhá, có tụt nhẹ xuống 58, nhưng mà có mức là vẫn rất là mượt với quả game Liên Quân Wild. Đồ họa trong game thì phải nói là cực kỳ đẹp rồi. Do con game Liên Quân Wild này thì nó đang gọi là sao nhỉ? Nó đang chơi ở cái mức đồ họa cao nhất. Rồi đi luôn. Đùa cậu. Thôi chạy này, chạy kiểu gì? Ủa sao quả game này easy chứ nhỉ? Hay là do rank thấp các bạn? Chắc là do rank thấp thôi, chứ còn mấy ông mà level cao thì khó ăn lắm. Không kéo cướp được con rồng. Cướp được rồng thật. Combat cứ gọi là căng cực luôn. FPS sâu nhất là số 53 nhé. Nhưng mà nhìn chung là trải nghiệm của nó vẫn ổn.
không hiểu kiểu gì. Đấy, tụt sâu xuống 52. Thực sự là quả game này Liên Quân Mobile anh em setting ở cái mức này thì nó vẫn chưa có ổn áp lắm. Với con Helio G95 nó vẫn hơi bị kiểu nhỉnh hơn hiệu năng của nó một chút. Căng thế nhỉ. Đi luôn. Thôi, bơi về hồi máu cho nó chắc củ. Một mình mà cân 8 mạng được các bạn ạ. Không hiểu quả game này easy kiểu gì ấy. FPS thì thực sự là không ổn định lắm. Các bạn thấy rằng là nó liên tục thay đổi từ 57, 58, 59, 60. Không đều ở bất kỳ một cái mức nào cả. Đó, nó bắt nhẹ nhẹ như kiểu cánh rừng thôi này. FPS có thể tụt xuống 43 luôn. Thực sự là Xiaomi vẫn rất cần thời gian để tối hóa cho con chip Helio G95 đang có trên thảo này. Không biết. Cái bán thế đừng có bật. Nó như cắt bỏ mấy khúc đấy nhá Thành. Ôi mất trụ này. Còn bác cứ gọi là easy, nhưng mà FPS thì mình thấy rằng là vẫn có một chút gì đấy không ổn định lắm. Lúc nãy phần trăm ping của nó là 100% thì bây giờ vẫn là 100% nha các bạn. Để mình test xem là chơi một trận Liên Quân thì nó tốn được bao nhiêu phần trăm ping nhá. Còn với quả game PUBG thì mình phải cắm cáp. Chạy này. Qua thông suốt thanh niên kia luôn. Ôi được của nó. Thằng này như kiểu là boss này, thằng này cứ auto sống dậy là ra đường này. Sao nhưng mà bên mình chết được kìa. Nó chạy đường nào cho thoát. Violet lên down thì trâu khỏi nói các bạn ạ. Ăn luôn quả trụ đi. Vào rừng cốt luôn quả rừng các bạn ạ. Làm luôn quả bùa xanh cho nó mát. Mày chạy đường nào. Uầy combat tổng nó tụt xuống 35 FPS nhá. Không đùa được đâu. Ui dồi. Em xin. Thôi, toàn luôn. Để mình đo nhiệt độ xem là 10 phút chiến game Liên Quân Mobile thì nó sẽ như thế nào nhá. Không, mới được tầm 8 phút thôi. 40 độ này. Nóng nhất là 43 độ ở phần phía trên. Mặt sau thì nó loanh quanh ở mức tầm là 43 độ luôn các bạn ạ. Và phần phía dưới của nó là 39-40. Nói chung là nhiệt độ cũng ổn, mình cảm giác không bị nóng đâu. Mày đi là chắc. Đi. Ui ôi. Má nó chạy kìa. Còn thằng trên FPS tụt 39 luôn. Các bạn thấy không, combat nhẹ nhàng như thế này mà FPS có thể tụt xuống 35 hoặc thậm chí là 39 FPS. Nói chung ấy là con chip Helio G95 này nó vẫn chưa ổn áp thật. Nếu bạn nào muốn chơi ngon nhất thì vẫn nên setting ở cái mức FPS nó thấp hơn thì mình nghĩ sẽ ok. Ui thì Violet trâu vái chả nhái các bạn nhỉ. Ôi thôi, con rồng nó về nhà rồi. Mày đi, đánh rồng FPS tụt xuống 48 nhá. Đấy, di chuyển có bị giật. Mới tầm 10 phút thôi. Ok, mượt lại rồi. 50-60 rồi. Thật sự là vẫn cũng đang có vấn đề với con Helio G95 đang có đến chiếc máy này thật. Nó mới ra mắt được một khoảng thời gian rất ngắn thôi nên là Xiaomi chắc là chưa kịp tối ưu. 15-12 ổn áp phết nhỉ. Vì sau trận thì nó hơi giật. FPS 42 40, 39, 33. Mình không hề cắm cáp nha các bạn. Mình chưa cắm cáp ở đây.
để setting cao nhất và trải nghiệm thôi. Ping thì rất là xanh. Này sẽ song hành cùng với thanh niên Van Hell để đánh đường trên. Mày không được chạy, đấy, ngon lành luôn. Nói chung là lag thì có lag nhưng mà trải nghiệm chơi game thì vẫn rất là ổn, thực sự là phải nói như vậy. Ui, mất quả ulti. FPS đánh quái tụt 40, 38. Màn hình AMOLED được một cái là nó khả năng hiển thị rất tốt, đẹp. Ôi thôi, thôi, té đi. Tao tay dài, tao đánh ngoài, đứng ngoài đánh được. Ui, lag. Hổ hẹo luôn. Mày máy này, bot này. Được của nó. Chạy đi đâu cho khỏi nắng. Quay lại chơi con rừng luôn. Ui, nó lại ông tu đánh kiểu gì đấy nhỉ? Chí mạng lên hơn 2k rồi các bạn ạ. Rồi, phàm trụ tranh thủ end game rồi. Ok, nói chung như vậy thì mình cũng đã trải nghiệm xong quả game là Liên Quân Mobile rồi. Sau 13 phút chơi game nó chỉ mất 2% pin, là còn 98% pin thôi. Như vậy là cái thời gian sử dụng pin và chơi game Liên Quân Mobile trên chiếc máy này nó thực sự rất trâu ấy. 5 phút, hơn 5 phút và tầm là 6 phút với 1% khi mà chúng ta chơi game Liên Quân Mobile, thì anh em cứ tính sơ sơ là tầm 5 đến 6 tiếng chơi game Liên Quân liên tục thì mình thấy rằng thời lượng pin rất ổn nhá. Đó, còn FPS khi mà chơi game Liên Quân Mobile thì mình thấy rằng là chưa ngon lắm. Đầu game thì ổn nhưng mà cuối game ấy, hoặc là combat lớn thì nó bị drop xuống tầm là 3 mấy cũng có, 4 mấy cũng có. Nói chung là chưa ổn định. Và con chip Helio G95 đang có trên chiếc máy này thì thực sự nhá là nó tối ưu hóa chưa được ngon. Nên đợi những phiên bản update tiếp theo để có thể tối hóa tốt hơn cho chiếc máy này về tựa game Liên Quân. Rồi, để không để các bạn đợi lâu nữa thì bây giờ mình sẽ đến với tựa game là PUBG Mobile luôn. Ok, hiện tại thì mình đã đến với tựa game PUBG sau khi mà mình chơi xong tựa game Liên Quân. Với tựa game PUBG ấy, thì mình thấy có một điểm cộng của con chip Helio G70, Helio G95 so với những cái đối thủ khác đang có trong tầm này. Ví dụ như là Snapdragon 720G, 678 hoặc là 732 chẳng hạn. Tại vì những con chip đấy ấy, chơi những tựa game này thì nó chỉ chơi được ở cái mức là 40 FPS thôi đúng không? Còn với chiếc Redmi Note 10S thì nó có thể chơi được 60 FPS trong cái tầm này. Hoặc là bạn có thể chơi được HDR cộng với cực cao, nói chung là một cái mức trải nghiệm đồ họa rất tốt. Tuy nhiên mình khuyên các bạn là trong tầm này thì ưu tiên FPS thay vì là đồ họa cao, nên là mình sẽ setting đồ họa là mượt cộng với FPS ở cái mức là cực độ nhá, để có được cái trải nghiệm gaming là ngon nhất. Và độ sáng thì mình cũng sẽ cho lên 130 này. Rồi là tất cả những thứ như kiểu âm thanh thì mình cũng sẽ cho nó cái mức vừa phải, âm thanh cao để có thể trải nghiệm tốt nhất. Còn nếu như cho tất cả mọi thứ lên cao nhất ấy, thì mình nghĩ rằng là con Redmi Note 10S này khó có thể chơi được. Rồi, không để các bạn đợi lâu nữa thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một trận gaming luôn. Nói chung ấy, là theo cái biểu đồ FPS mà mình thấy thì với quả Redmi Note 10S này thì trong ngay cái load map đầu ấy là nó không ổn định rồi. Hy vọng là khi mà vào game thì nó sẽ ok hơn. Thực sự thì mình không đặt quá nhiều niềm tin vào con Redmi Note 10S, tại vì là những dòng điện thoại Xiaomi mà thời điểm đầu ra mắt họ chưa tối hóa hiệu năng ngon đâu, mà phải tầm 2-3 bản update tiếp theo thì mới có thể tối hóa một cách ngon nhất. Tại vì căn bản các bạn thấy này, là con Redmi Note 10S này Helio G95 đương nhiên nó phải mạnh hơn Helio G90T rồi đúng không? Nhưng mà lên con Redmi Note 10S thì mình thấy tựa game Liên Quân nó hơi bị cá đuối kiểu gì á. Đó, nó không tối hóa ngon bằng con chip Helio G90T luôn. Rồi, như vậy thì mình đã vào game rồi và map mình chơi là map đấu San Hốc. Ở ngay những cái trải nghiệm đầu tiên của mình thì mình đã cảm nhận được cái sự giật lag rất nhiều với mức setting là mượt cộng với cực độ. Và các bạn có thể thấy được biểu đồ FPS hiện tại nó đang nhảy lô tô ở cái mức tầm 22, 18, 25 mặc dù mình chưa làm gì cả. Đó, hy vọng rằng là khi mà nhảy máy bay xuống thì mình sẽ có một cái kết đẹp, không phải là chết mà có một cái trải nghiệm ngon. FPS thì đang kiểu, các bạn có thể nhìn cái bản đồ ở cái biểu đồ ở ngay góc này, các bạn thấy rằng là nó
nó không ổn định một tí xíu nào luôn ấy. Kiểu 55 xong nhảy xuống 22, 23, 36, 33, 39. Thật sự là mình hơi bị kiểu hơi bị thất vọng về cái hiệu năng của chiếc Helio G95 này. Mấy ông kia là bay kiểu gì ấy ta? Nghe bảo follow nhau để bay mà. À mình quên follow ông số 2 mất. Ồ xong. Mỗi thằng bay một hướng kiểu này là toang. Đó các bạn thấy không? Chơi mức 60 FPS nhưng mà gần hiện tại gần như là chúng ta chưa chơi được cái mức đó. Toàn 19, 20 với cả là 30 là căng, 27 kìa. Có quả sân bay trực thăng ở đây đỉnh thế nhở. Nó 19 này. Rất là giật. À, mình cứ để cho nó tầm 2-3 phút nữa xem là có ổn định hơn hay không nhá. Ui thôi. Như đấm vào mắt nhau vậy. Đấy các bạn thấy không? Nó rất là giật luôn ấy. FPS 25, 23. Con Helio G95 này đang gặp một vấn đề thực sự là rất nặng. Ui lag như này thực sự là không thể nào mà chơi nổi các bạn ạ. Mình sẽ thử một cách mà rất truyền thống. Khi mà bị máy bị lag là hạ đồ họa và tăng đồ họa để xem như nào nhá. Nhưng mà đợi tí mình sẽ giết con boss này đã. Không thấy con boss ở đâu mà giết luôn. Nghe là tiếng rồi. Ui nhưng mà cái scope này cũng lag nữa các bạn ạ. Để mình chạy ra mình chơi nó. Ui. Toàn. Ui nó giật kìa. Thôi nói chung là cái biểu đồ FPS như vậy thì mình thấy cũng được rồi. Chắc là mình cũng không cần phải đo FPS nữa đâu. Mình sẽ tắt cái FPS đi. Và sau đó mình sẽ rút cáp để có thể trải nghiệm được một cách ngon nhất về cái gọi là cái trải nghiệm game của nó nhé. Để xem là cái sự giật lag này có phải do cắm cáp hay không. Rồi, như vậy thì mình đã rút cáp rồi nha các bạn. Và sau khi rút cáp xong thì mình cảm giác là nó đã mượt mà hơn một tí xíu. Nhưng mà giật lag vẫn là một cái điều không thể tránh khỏi. Ok, mình vào đây mình sẽ điều chỉnh đồ họa. Mình vừa điều chỉnh đồ họa từ HDR xuống smooth lại rồi. Mà nó vẫn lag các bạn ạ. Nó lag nhiều kinh khủng luôn. Đấy các bạn thấy nó giật không? Đây là chưa bắn ai nha. Nếu mà có giao tranh thì mình nghĩ rằng là nó còn drop nặng hơn. Này mình sẽ lắp cái nòng X6 vào. Và bỏ những thứ còn lại đi. Ý có người này. Ui bắn boss này. Các bạn thấy không? Nó giật không? Thực sự là khá khó chịu. Con này được một cái là có hệ thống loa kép nên là xác định hướng thì cũng ổn các bạn ạ. Bạn mình đang gặp mà bạn mình đang bắn nhau này, chắc là mình qua sẽ cover yểm trợ. Nhưng mà với quả máy như thế này thì mình thấy rằng là cái tỷ lệ mình tạch là rất cao. Ui, tiếng súng nhiều thực sự luôn, vào đây nó rất lag nha. Ở đây các bạn thấy không, nó phải tầm mười mấy FPS cơ. Đây, hướng này 330 này, nghe âm thanh chuẩn đấy. Nghe âm thanh rất chuẩn các bạn ạ. Chỉ cần để trước mặt là các bạn có thể xác định được hướng trái phải trước sau rồi. Đâu đó bên này thôi. Đi. Ui. Vừa ăn được quả may. Được thực sự. Nhà này người chắc chắn luôn. Bắn như thế thì không phải là boss. Coi đồ này. Nó nhiều thực sự luôn. Lại giật rồi. Nó bắn ở hướng bên này chắc chắn là vẫn còn người các bạn ạ. Mấy ông anh ở ngoài bo chạy bo à? Không thấy luôn. Lát quá mình không xác định được phương hướng luôn. Thôi thì cứ té đi cho chắc cú. Kết quả game PUBG Mobile với con Redmi Note 10S này như vậy cũng đã đủ rồi các bạn ạ. Các bạn cũng đã thấy được cái sự mượt mà của nó như thế nào rồi. Cá nhân mình thì hiện tại nhé, trong thời điểm hiện tại mình không recommend các bạn mua chiếc máy này để chơi game PUBG Mobile. Tại vì nó chưa được tune và chơi game thì nó rất là giật lag. Như video các bạn cũng đã thấy đấy. Đó, đôi lúc thì nó mới lên được tầm là năm mấy thôi. Chứ còn bình thường thì nó loanh quanh tầm 20-10 FPS. Nói chung là không ổn lắm. Ui nhiều quái thế nhỉ. Được cái là con này thì pin cực trâu, pin mắc trâu luôn. Anh em thấy là chơi game Liên Quân 10-13 phút mà chỉ tốn có 2% pin. Thì cái việc mà chơi game cả ngày hoặc là dùng bình thường thì rất ổn áp đấy. Hệ thống loa kép cũng ấn tượng. Xác định hướng trái phải trước sau tốt. Cảm giác cầm nắm thì cũng ok. Chẳng qua là chỉ có vấn đề về con Helio G95 mà thôi. Video của mình thì xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay thì đừng quên để lại một like và subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
trong những video lần sau. Bye bye.